Quan hệ kinh tế và thương mại giữa Việt Nam và các nước Mỹ Latinh trong những năm gần đây không ngừng được mở rộng và phát triển. Là nền kinh tế phát triển năng động, Mỹ Latinh đang dần trở thành khu vực thị trường hấp dẫn đối với cả thế giới, trong đó có Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Việt Nam đã trở thành một thị trường mới nổi được các doanh nghiệp thế giới, trong đó có các doanh nghiệp Mỹ Latinh ngày càng quan tâm. Tại diễn đàn thương mại Việt Nam Mỹ Latinh vừa được tổ chức, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, Việt Nam đã có quan hệ thương mại với tất cả 33 quốc gia trong khu vực với tổng kinh mạch thương mại hai chiều tăng hơn 63 lần từ 245 triệu đô la Mỹ năm 2000 dự kiến lên 15,6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021. trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang khu vực Mỹ Latin đạt 8,3 tỷ đô la Mỹ và nhập khẩu đạt 7,3 tỷ đô la Mỹ. để thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư với các nước Mỹ Latin, Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định thỏa thuận với một số nước trong khu vực như hiệp định thương mại tự do với Chile. Hiệp định thương mại Việt Nam Cuba hay Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP, trong đó có ba nước Mỹ Latin gồm Chile, Peru, Mexico là thành viên, để nâng cao hơn nữa giá trị kim ngạch thương mại và đầu tư, các đại biểu tham dự diễn đàn đã tập trung thảo luận hợp tác vào các lĩnh vực năng lượng, viễn thông, nông nghiệp kỹ thuật cao và các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao nhằm đạt được mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên khoảng 20 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025.